Vâng, chúng ta đến với một vài cái từ vựng tiếng Anh dành cho những cái người phục vụ ở khách sạn. Vâng. Thì nó có những cái từ này. Một là cái từ đầu tiên thì phiên âm IPA thì có rồi. Tôi chỉ ghi phiên âm tiếng Việt cho một vài bạn không biết thôi. Từ này có nghĩa là đọc cộng với R I write, hoặc là các bạn I-I-R-I, chắc rái cũng được. V, đáng nhẽ là V-O, vào thì các bạn có thể đọc là vào vô huyền vô. Arrival, hoặc là right, arrival, oh, arrival, arrival. Cái từ này có nghĩa là tới, đến, dự kiến khách sẽ arrival, arrival. Cái từ thứ hai, từ này là r i write, arrive, xong rồi chữ v, chữ d, arrived, arrived, đọc được arrived, nó kéo dài một chút. Arrived là đã tới rồi. Đó. Đã tới tức là họ đã đặt phòng rồi đó. Họ đã check, check in. Cái từ này là chờ, EKS đánh vần, EKS đi. Check đi. Check in. Check in hoặc là nối âm mình check in. Check in hoặc là check in. Trên hệ thống Smile cộng với M I mai cộng với O. Smile, smile. Đó, là cái từ đầu tiên là tới. Rồi thứ hai là khách đã tới. Vâng, đã tới, đã check in rồi trên hệ thống Smile, hoặc là chưa tới nhưng mà họ đặt chỗ rồi. Từ chữ D là viết tắt của từ đơ, đờ, ơ, đơ, đờ, ơ, đơ, chờ, y, chi, huyền, chỉ, đơ, chỉ. Đó, tôi phải viết chữ T vì cho không có trong tiếng Việt, không có chữ chờ đấy. Đơ, chỉ. Đơ chỉ, hoặc là đơ đi. Đơ đi là tiếng Mỹ. Đơ chỉ or đơ đi. Đơ đi thì nó dễ đọc hơn. Đơ chỉ là bẩn. Chữ C là viết tắt. Nếu mà đọc theo tiếng Anh là A, D và C. Như vậy chữ A sẽ là, chữ A thì mình đọc là A nhé. A. Chữ B thì mình đọc là B. Chữ C thì mình đọc là C nhá, C. Rồi còn chữ clean, clean. Đây là âm k cộng với chữ lean. Clean, 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 được không? Clean, C là sạch, clean là sạch. Chữ Y thì người ta đọc là I. Chữ Y thì là I. I ở đây là viết tắt của in, in, in huyền in, cộng với inspect, inspect, chit, inspect chit, inspect chit, inspect chit, inspect chit, inspect chit, là sẵn sàng. Chữ V người ta đọc là V. Bạn V thì viết tắt của chữ V, ây vây, sắc vấy, vấy, khờ, ơn, khơn, huyền, khờn. Vấy khờn cộng với âm ch, vấy khờn. Vấy khờn là trống. Chữ O người ta đọc là âu. O đọc là âu. Âu là viết tắt của từ o khờ óc. Óc, óc, kiều, khờ, yêu, kiều, huyền, kiều, óc, kiều, pài, occupied, occupied, occupied,
occupied. 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 Là trong cái phòng đó có người ở, có người chiếm cái phòng đó rồi. Đó, tức là cái phòng đã có khách ở. Đó là occupied. Bây giờ bắt đầu ghép những cái từ đó, ghép vào. Ví dụ như là VD, chữ là chữ V với chữ D đó. Thì chúng ta đọc, nếu mà tiếng Việt thì mình sẽ đọc là VD. Mà tiếng Anh thì mình sẽ đọc là V, VD. VD là viết tắt của vây, vấy, và ây vây sắc vấy. Vấy khẩn. Vấy khẩn là của chữ V. Còn chữ D là dirty. Dirty or dirty. Tức là phòng vacant là trống. Dirty là còn bẩn. Phòng trống không có khách ở nhưng mà vẫn bẩn, chưa dọn xong. Đó. Từ cái phòng VD chuyển sang cái phòng VC, tức là phòng VC đó. VC này, VC. V vẫn là của vacant, V là của vacant. Vacant. Thế còn C, C là của clean. C là clean, clean. Là sạch, phòng trống và bây giờ đã sạch. Như vậy VD là phòng bẩn. Phòng không có khách, trống mà bẩn. Còn VC là phòng không có khách nhưng mà sạch rồi, phòng trống và sạch. VD là viết tắt của vacant, dirty. Còn VC là viết tắt của vacant, clean. Đó, là một bên là từ cái phòng bẩn, trống, sau khi mà nhân viên dọn dẹp sạch sẽ xong thì chuyển thành VC, tức là phòng trống sạch sẽ. Từ phòng trống rồi, báo cáo lên quản lý, cho người xuống kiểm tra để đón khách, thì nó chuyển sang phòng BCI. BCI là cái phòng VCI kia kìa. VCI. V là vacant. V là vacant. Vacant là trống. Còn C là clean. Clean là sạch. Và I, I là viết tắt của in, in, inspect, inspected, inspected. Các bạn phải nhìn vào mồm của tôi thì dễ bắt chứ hơn. Inspected có nghĩa là sẵn sàng. Vacant là trống, clean là sạch, inspected là đã sẵn sàng, tức là mời khách vào được. Sau khi mà từ phòng bẩn là VD chuyển sang phòng đã dọn dẹp sạch sẽ là VC, và bây giờ chuyển sang phòng sau khi mà sắp nó vào kiểm tra đàng hoàng rồi, duyệt rồi, thì nó chuyển sang phòng VCI, tức là cái phòng này sẵn sàng có thể đón được khách, hoặc là phòng VI. VI này, phòng VI. VI, V là vacant, cũng vẫn là vacant. Vacant. Còn I á là in, inspected. Là sẵn sàng, phòng trống và đã sẵn sàng mời khách vào. Như vậy thì ở khách sạn phải trải qua các bước như sau. VD là vacant, dirty là phòng bẩn, chưa dọn dẹp gì cả. Cho nhân viên vào dọn dẹp sạch sẽ, chuyển từ VD thành VC, tức là V là vacant, C là clean. Từ phòng bẩn VD sang phòng sạch là VC. Sau khi sếp xuống kiểm tra xem dọn dẹp xong xuôi chưa, ổn chưa, thì sếp ngó một vòng, sếp duyệt, thì chuyển thành phòng VCI, tức là vacant, clean, inspected, là phòng sạch sẽ và đã sẵn sàng đón khách được. Hoặc còn được gọi là phòng VI, là vacant, inspected, tức là phòng trống đã sẵn sàng. Phòng trống sạch sẽ đã sẵn sàng, hoặc là phòng trống đã sẵn sàng. Như vậy thì từ phòng bẩn chuyển sang phòng sạch, từ phòng sạch được sếp kiểm tra xong xuôi thì chuyển sang phòng sạch đã sẵn sàng để đón khách.
VD sang VC, VC là sang VCI hoặc là BI. Thế còn OD là cái phòng loại gì? O, O là người ta học đọc là O. O, à chết, O. Còn D á, thì người ta đọc là D, OD, OD là OD. O là viết tắt của từ OQ, 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 QQNQ, Occupied. Occupied là chiếm, chiếm lĩnh. Còn dirty, dirty là bẩn. D là viết tắt của dirty. Đơ, đơ, sắc, đơ, chê, chín, chì, dirty. OD là cái phòng OD hoặc là OD là viết tắt của occupied, dirty. Tức là cái occupied là chiếm lĩnh, tức là phòng này đang có khách chiếm mất rồi. Phòng này là phòng có người ở, dirty nhưng mà bẩn. Bởi vì người ta chưa cho mình dọn hoặc là lý do nào đó thì mình chưa dọn được. Đó, thế là phòng có khách mà bẩn. Do ví dụ như là khách stay over. Stay là gì? Stay họ. Stay over. O. Stay over có nghĩa là họ chuẩn bị giả phòng rồi. Tức là đến họ hẹn đến 12 giờ trưa nay là họ bay. Hoặc họ đi nơi khác. Thế nhưng mà vì lý do nào đó họ chờ xe nó bị muộn thì họ ở đến 12 rưỡi. Thì mình không thể nhảy vào đó dọn phòng được. Thì họ ở stay over. Họ ở quá mất cái hẹn của họ. Thì cái phòng đó. Đó là cái OD. OD, O là O đó, là viết tắt của occupied. Occupied. Còn D là viết tắt của dirty. Dirty là bẩn. Như vậy là cái phòng mà đã có người và bẩn thì do là ta có khách, ta chưa dọn dẹp được. Có hai cái nguyên nhân thường gây ra cái trường hợp này. Một là stay over, tức là khách ở quá cái hạn của người ta và người ta chưa kịp đi thì mình chưa dọn được. Hoặc là due out. Hoặc là due out. Đây. Cái chữ này là the u due out. Out out out. Due out. Due out là họ, ví dụ họ dự kiến họ thuê, họ trả tiền 3 ngày. Thì họ ở 3 ngày rồi và hôm nay là đến ngày thứ 3 và họ chuẩn bị đi. Thì mình sẵn sàng để dọn nhưng mà chưa, họ chưa đi, tí nữa họ đi. Thì cái phòng đó là sắp là cái loại OD. Tức là phòng này là phòng vẫn bẩn và còn khách nhưng mà sắp sửa phải dọn rồi. Từ OD mà chuyển sang VD, tức là OD chuyển sang VD đó. OD là phòng bẩn và vẫn còn khách ở đấy, chưa dọn được. Sang VD là phòng trống và vẫn bẩn. Rồi sau khi khách đi khỏi rồi, khách bắt đầu đi ra. Đó, thì cái phòng đó chuyển thành vacant. VD là V là vacant. Vacant. V là vacant và D là dirty. Dirty. VD như vậy là VD là phòng, V là trống, D là bẩn. VD là khách ra khỏi rồi. Và phòng đó không còn ai ở nữa và bẩn, bây giờ mình phải vào mà dọn thôi. Từ OD chuyển sang VD, tức là từ đang có khách và phòng bẩn chuyển sang VD là khách đã đi và phòng vẫn cứ bẩn. Mình chưa có dọn thì OD là có khách và bẩn, VD là không có khách nữa, phòng trống rồi và vẫn cứ bẩn. Như vậy O là viết tắt của cái từ O là viết tắt từ occupied. Occupied. OD là occupied, dirty. VD là vacant, dirty. Đó là khách đã check out. Check out là thanh toán trả tiền rồi đó. Check out là khách thanh toán rồi xuống trả hết tiền rồi. Đó, từ cái phòng due out. Due out. Tức là hết hạn rồi đấy. Họ
ở 2 ngày thì họ 2 ngày đi out sang cái phòng tình huống là departed, chữ này là đi part, thôi cứ đọc a cửa ác đi, depart đi, departed. Departed là họ lượn rồi, họ ra đi rồi nhá. Departed là họ đi rồi, họ đi khỏi phòng rồi. Due out là họ đã đến lúc phải đi nhưng họ chưa đi, họ cái phòng đó là chuẩn bị đi thôi, nhưng mà departed là họ đi rồi. Đang từ OD tức là phòng có người và bẩn sang OC, OC là phòng vẫn có người nhưng mà đã sạch rồi. Đó. Trong trường hợp này thì ví dụ như khách nó hẹn là 2 ngày, xong rồi tự nhiên nó vì lý do nào nó ở thêm 1 ngày, giả sử thế, thêm 1 ngày, đó. Thì mình phải vào dọn dẹp cho người ta, thì người ta đi tắm biển đi đâu đó thì mình dọn sạch bóng rồi và sang phòng OC. OC, O là occupy, O là occupied là cái phòng occupy là có khách chiếm ở đấy rồi. Còn C là clean, clean là sạch. Như vậy là họ vẫn ở đấy và mình vào mình dọn sạch sẽ rồi, thì phòng OC ấy là phòng còn khách và sạch sẽ rồi. Thế còn OD là còn khách nhưng mà vẫn bẩn. D là viết tắt của bẩn, C là sạch. D là dirty, C là clean. Còn O là có khách, tức là occupy là khách đang chiếm ở đấy. Đó, những cái thuật ngữ đó các bạn quen dần. Rồi từ OD là phòng bẩn có khách, sang OC là phòng sạch có khách. Rồi sang OE. OE. OE là gì? O thì vẫn là O á. Vẫn là occupied. Là tức là vẫn có người chiếm ở đấy, tức là vẫn có khách. Thế còn E á hay là I á, O I đó, I là viết tắt của inspected. Có nghĩa là có sếp. Tức là người ta đi tắm biển, người ta bảo dọn phòng cho tôi, thì mình dọn phòng sạch sẽ rồi, sạch xong rồi nó phải có sếp xuống kiểm tra. Thì sau khi sạch rồi, có sếp kiểm tra xong xuôi rồi thì cái phòng đó đưa vào dạng là OI. OI là phòng sắp đã check phòng ở khách ở. Đó là 3 bước. Hai một là mình OD là phòng có khách và đang bẩn, chuyển sang OC là mình đã vào dọn dẹp sạch sẽ rồi, và O chuyển sang là OI. OI là chuẩn cao nhất, có nghĩa là khách ưng rồi và sếp cũng kiểm tra ngon nghẻ rồi thì nó được gọi là phòng OI. Chữ cái G, G á, là G là viết tắt của cái từ G O B O gó gó xong rồi ổ gó xong rồi âm golf, 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 gó, ổ, golf, golf, gó, ổ, gó, ổ, golf. Nhưng mà các bạn mà đọc nó khó quá thì các bạn đọc cho tôi cái từ golf, golf, nhưng mà nhớ là ngậm môi vào golf, golf, golf. Thế còn chuẩn nó là golf, golf, golf. View, view, view. Là các bạn là cái hướng ra phía sân, nhìn ra phía sân golf, tức là cái phòng này có cửa mở, cửa sổ ấy, có cửa mở nhìn ra cái phía sân golf là golf, golf view, golf view, golf view, golf view. Thế còn ở bên dưới là chữ B là viết tắt của bay view, b a bay, bay là vịnh, còn view là hướng, hướng ra phía vịnh, nhìn ra vịnh. Đó, bay view, bay view. Được chưa? Bay mất view. Bay view. Còn cái từ twin, twin cộng với win, twin
Twin thì win đọc nhanh thành twin, twin, twin. Twin là sinh đôi, giường đôi, hai cái giường nhỏ giống hệt nhau. Twin. Đó, khách mà đặt twin là khách đặt hai loại phòng hai giường nhỏ. Cái kích thước 1m1 cho rộng 1m1 và dài là 2m dành cho hai người, mỗi người một giường. Thì cái đó là cái loại giường twin, twin. Cái loại giường thứ hai nữa là double, the app, app, app đi, double, oboe, huyền bồ, double, à. Double thì là giường đôi, hai người một giường, giường đôi, giường to, double. Cái từ tiếp theo là state, status, cái từ này là cộng với tây, stay cộng với chợt, stay chợt, không phải còn cộng với xì đầu xì cuối, stay chợt, stay chợt. Cũng có người người ta đọc là star, star chợt, star chợt, stay chợt và star chợt, status, status, đạt được status, status thì nó là hiện trạng, trạng thái của cái gì đó. Ví dụ như là status của phòng là vẫn đang bẩn, status của phòng là đã sạch, hiện trạng phòng như thế nào đó, vân vân. Room, 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 thai, thờ ai thai, có thai ấy. Xong rồi cộng âm room type, room type, room type, room type là loại phòng rồi, đọc như thế. Thời gian này là thờ ai thai, xong rồi ngậm mồm mà. Time, time, time. Thai xong ngậm mồm mà là xong. Time, thời gian. In là vào, in thì tiếng Việt rồi. Time, time in thì nối âm thành timing. Hoặc là timing. Timing. Timing là giờ vào. Timing, timing. Timing, timing. Hoặc là time in. Time in hoặc là timing, timing. Thế còn tiếp theo là out, out, a o out, out. Out là ra. Time out. Time. Xong ngậm mồm vào. Time out. Time out. Out, time out là giờ, giờ ra. Nhưng mà đọc nối âm thành time out cũng được. Time out. Time out. Time out là giờ ra. Time out. Đó, có người đọc nhanh họ đọc là time out hoặc là time out. Phòng VIP thì từ xưa đến giờ chả cần dạy biết, VIP là phòng đắt tiền. Trả nhiều tiền. Thế còn cái bản chất của từ VIP là very, V-E-R-R-I-V-E-R-Y, very. Tiếp là im, 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 im. Poor, important, import, important, important. Very important, very important. Person, person, person là cái người rất là quan trọng, very là rất, important là quan trọng, person là cái người rất quan trọng, very important person. Thế còn V xong lại VIP nữa. Nếu đọc theo tiếng Anh thì nó là VIP, VVIP hoặc là double VIP. Thì cái này cũng là very, very important. Nó hai lần very thôi. Very, xong lại very important. Important. Person. Person. Cái người rất, 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 rất quan trọng. Đó là hết mấy cái thuật ngữ đó. Nhà các bạn hy vọng giúp được phần nào các bạn. Đó, có mấy cái thuật ngữ về khách sạn là như vậy.